Cách nga ứng phó chiến thuật lấy UAV trị UAV của Ukraine. Trong bối cảnh Ukraine tăng cường sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV để đánh chặn máy bay không người lái nga, Moscow đã tìm cách để thích nghi. Kadyrov dẫn lời cố vấn quân sự Ukraine Serhiy Fylyshchuk cho biết, nga đã bắt đầu lắp đặt camera chiếu hậu trên UAV trinh sát để đối phó với các cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV phòng không của Ukraine. Sự thay đổi này được phát hiện khi lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát của Nga được cho là mẫu Zala 42. Phần xác của UAV cho thấy được trang bị camera chiếu hậu cỡ nhỏ. Theo chuyên trang quân sự của Ukraine Defense Express, camera này sẽ cho phép máy bay không người lái theo dõi phần phía không gian ở phía sau để phát hiện các mối đe dọa đang bay tới như là máy bay không người lái FPV của Ukraine trước đó defense express đưa tin ukraine đang ngày càng sử dụng uav fpv nhiều hơn để nhắm mục tiêu vào các mắt thần trên không của nga điều này buộc nga phải tìm ra biện pháp đối phó một trong những cách nga thực hiện đó là gắn đinh lên uav trinh sát để sử dụng trong các trận không chiến theo phương tiện truyền thông Nga, một giảng viên từ một trường đào tạo UAV trinh sát tiền tuyến và máy bay không người lái FPV giải thích rằng Moscow gắn đinh vào UAV của mình rồi tiếp cận với UAV của đối phương từ phía trên. Đinh sẽ làm hỏng cánh quạt của máy bay không người lái của đối phương khiến nó bị rơi. Mục tiêu là để máy bay không người lái gắn đinh trở về mà không bị hư hại, không giống như các chiến thuật trước đây là dùng một UAV đổi lấy một UAV. Tuy nhiên, Kajip Post dẫn các nguồn tin bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả của chiến thuật mà Nga thực hiện. Ví dụ, việc gắn camera lên UAV trinh sát giúp cho thiết bị có tầm quan sát toàn cảnh, nhưng dòng UAV này không có tính cơ động cao như tiêm kích, không thể thực hiện các động tác nhào lộn để chuyển hướng, né tránh UAV FPV của Ukraine. Defense Express nhận định mức độ hiệu quả của việc này có vẻ như hạn chế. Trong khi đó, Kajipos dẫn lời một người vận hành UAV của Ukraine cho rằng chiến thuật gắn đinh lên UAV có thể không hiệu quả khi nó làm tăng khối lượng của vũ khí lên một cách không cần thiết và có thể có ít lợi thế thực tế trong chiến đấu. Mặc dù vậy, Defense Express ghi nhận việc Nga đã liên tục nâng cấp và thử nghiệm các biện pháp đối phó với UAV Ukraine trong thời gian ngắn. Điều đó cho thấy Nga nỗ lực thích nghi khi Ukraine ngày càng trở thành vũ khí lợi hại trên tiền tuyến nhờ giá rẻ, số lượng lớn và khả năng tấn công chính xác vào mục tiêu. Kajipos nhận định Nga sẽ sớm có thêm các biện pháp ứng phó mới và một phương án được kể tới là tích hợp thiết bị tác chiến điện tử lên UAV trinh sát để gây nhiễu UAV-FPV của Ukraine. Ngoài ra, Nga thậm chí còn sơn UAV Zala của họ bằng màu đen và trang trí thêm các dấu hiệu giống với lực lượng Ukraine như một cách để ngụy trang và qua mặt đối thủ. Trong video được tiểu đoàn 205 thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine chia sẻ trên Telegram, một luồng sáng dựng được nhìn thấy di chuyển trong bóng tối phía trên hàng cây dài. Phía dưới, những đám lửa lớn nhanh chóng bùng lên, tuy nhiên vị trí chính xác diễn ra vụ tấn công không được công bố. Vũ khí được Ukraine sử dụng dường như là UAV giải hợp chất nhiệt nhôm hay còn gọi là UAV dòng lửa có thể tạo ra nhiệt độ đốt cháy lên tới 4.000 độ C. Đoạn video thứ hai còn cho thấy kết quả của cuộc tấn công được quan sát từ phòng điều hành của Ukraine. Trong video, cả hình ảnh nhiệt và màn hình thông thường đều cho thấy quy mô của vụ tấn công. Theo Business Insider, Ukraine được cho là đã triển khai UAV dòng lửa để tấn công ở nhiều điểm kể từ đầu tháng 9. Tờ DW đưa tin, các nhà nghiên cứu nguồn mở phát hiện UAV này đã được sử dụng ở Zaporizhia cũng như ít nhất một lần ở vùng biên Kursk của Nga. Cũng theo DW, Nga có thể cũng đã sản xuất phiên bản UAV dòng lửa của riêng mình để đáp trả đối phương. Mục tiêu của Ukraine khi sử dụng chiến thuật tấn công mới là chưa thể xác định, nhưng thiết bị này được cho là nhằm gây ra thương tích nặng và nỗi kinh hoàng cho đối phương. Quân đội Nga gần đây liên tục công phá thần tốc nhằm vào hai pháo đài phòng thủ của Ukraine ở Donetsk, khiến đối phương chịu tổn thất nặng nề. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK chỉ ra rằng các nỗ lực tấn công của Nga gần các pháo đài phòng thủ Vuleda và Pokrovsk ở tỉnh Donetsk đang hỗ trợ lẫn nhau và có khả năng nhằm kéo căng lực lượng Ukraine trên một mặt trận rộng lớn hơn. Lực lượng Nga đã tiến đến ngoại ô Vuleda trong bối cảnh có vẻ như đang có một đợt tấn công mạnh mẽ gần khu vực này nga cũng đang cố gắng tiến về phía sườn đông bắc của voleda qua voden và phía tây nam qua prechitipka có thể là nhằm mục đích bao vây nhóm quân ukraine ở voleda và buộc họ phải rút lui Truyền thông phương Tây và các chuyên gia quân sự cùng nhà báo Ukraine đã cảnh báo rộng rãi vào ngày 23 và ngày 24 tháng 9 rằng các cuộc tấn công và tiến công liên tục của Nga vào sườn Vuleda đang đe dọa bao vây quân đồn trú của Ukraine ở phía trong. Điều này có thể buộc quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực, vốn là một thành trì quan trọng trong hơn hai năm qua isvk nêu rõ nếu bộ chỉ huy ukraine quyết định rằng nguy cơ nga bao vây vuleda hoặc chi phí bảo vệ thanh trì này trong giao tranh đô thị là quá lớn quân đội nước này có thể rút lui cho phép lực lượng nga kiểm soát vuleda tương đối nhanh chóng và không cần tham gia giao tranh cận chiến Tuy nhiên, nếu lực lượng Ukraine quyết định bảo vệ Voleda và có thể ngăn chặn các nỗ lực của Nga nhằm bao vây thành trì này, lực lượng Nga có thể gặp khó khăn trong việc xuyên thủng phòng tuyến mà lực lượng Ukraine đã có hơn 2 năm để củng cố. Các chuyên gia cho biết thêm rằng nếu Nga không thể kiểm soát Vuleda nhanh chóng, hoạt động cơ động của quân đội nước này ở hai bên sườn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa mùa thu. Đệ hình lây lội sẽ làm phức tạp đáng kể quá trình tiến quân của Nga qua khu vực xung quanh Vuleda. ISWKP lưu ý rằng, nga đã thực hiện ít nhất hai nỗ lực tấn công lớn nhằm kiểm soát Voleda vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. cả hai đều gây ra tổn thất đáng kể với nhân sự và thiết bị của nga, đồng thời tạo cơ hội cho lực lượng Ukraine củng cố thêm khu định cư và quan sát cách nga trong khu vực lên kế hoạch và tiến hành các hoạt động tấn công. Việc giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Voleda không nhất thiết phải mang lại cho lực lượng Nga bất kỳ lợi thế hoạt động cụ thể nào để tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo ở phía tây tỉnh Donetsk. Song hoạt động ở thanh trì này kết hợp với hoạt động ở Pokrovsk đang củng cố lẫn nhau và có thể buộc Ukraine phải gian mỏng lực lượng trên một mặt trận rộng hơn ở Donetsk. Ukraine sắp nhận gói viện trợ Reuters đưa tin vào ngày 26 tháng 9, các quan chức Mỹ cho biết Washington có kế hoạch công bố khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden trước đó đã tham gia các cuộc thảo luận khẩn cấp với Quốc hội để cho phép sử dụng hết 5,6 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine trước ngày 30 tháng 9, là thời điểm kết thúc năm tài chính liên bang khi quyền rút vốn của Tổng thống gọi tắt là PDA, hết hạn. Chính quyền ông Biden đang cân nhắc một kế hoạch dự phòng, theo đó họ sẽ công bố kế hoạch vận chuyển hàng cho Ukraine, nhưng với thời gian giao vũ khí và thiết bị được gia hạn, cho phép chuyển giao nguồn lực dần dần cho Ukraine mà không bỏ lỡ mốc thời gian ngày 30 tháng 9. Thông báo thứ hai dự kiến được đưa ra sẽ là khoản viện trợ trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ theo chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine cho phép chính quyền mua vũ khí cho Ukraine từ các công ty thay vì rút chúng khỏi kho dự trữ của Mỹ. Một quan chức Mỹ cho biết khoản viện trợ này sẽ bao gồm đạn dược, vũ khí chống máy bay không người lái và vật liệu hỗ trợ sản xuất đạn dược ở Ukraine. Ngoài ra, hôm 25 tháng 9, Mỹ đã công bố khoản tiền trị giá 375 triệu đô la Mỹ. Gói này sẽ bao gồm lô hàng đầu tiên chứa một quả bom lượn dẫn đường chính xác, có tầm bắn lên tới 81 dặm, tương đương 130 km, được gọi là vũ khí chung. Gói hàng này được đưa vào tuần trước, bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, phụ tùng thay thế và các loại vũ khí khác. Bình luận về các gói viện trợ của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Sijato cho biết việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đã trở nên vô ích vì không thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Ông Sijato phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79. Chúng ta phải đặt câu hỏi một cách trung thực liệu việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine có ý nghĩa gì không và rõ ràng là chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì việc chuyển giao vũ khí không làm thay đổi tình hình trên chiến trường và chúng cũng không đưa chúng ta đến gần hơn với hòa bình. Việc chuyển giao vũ khí chỉ làm tăng khối lượng vũ khí ở cả hai bên tiền tuyến, gây ra nhiều thương vong hơn và kéo dài xung đột nhà ngoại giao hàng đầu của hungary nói tiếp tôi hy vọng những người vẫn đang nghĩ đến việc cung cấp thêm vũ khí cho ukraine sẽ cân nhắc đến tác động cũng như là những hậu quả này ông nói thêm và tương tự như vậy tôi hy vọng rằng những người được cho là sẽ đưa ra quyết định việc vũ khí được chuyển giao từ phương tây có được phép sử dụng chống lại các vùng lãnh thổ sâu trong nước nga hay không cũng đưa ra quyết định có trách nhiệm nếu vũ khí phương tây được phép nhắm vào các vùng chiến lược sâu bên trong nước nga điều đó chắc chắn sẽ gây ra nguy cơ leo thang nghiêm trọng ông shihato nhấn mạnh rằng mọi biện pháp mà phương tây áp dụng để ứng phó với cuộc xung đột ở ukraine đều không mang lại hiệu quả mong muốn vì chúng dựa trên giả định sai lầm rằng có thể có giải pháp chiến trường cho cuộc khủng hoảng ông shihato nói với đại hội đồng liên hợp quốc điều đó có nghĩa là giải pháp phải được tìm kiếm ở nơi khác và nếu các bạn nêu câu hỏi về nơi chúng ta nên tìm kiếm giải pháp này thì câu trả lời là xung quanh bàn đàm phán Do đó, Hungary lập luận ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Đây sẽ là cách nhanh nhất để đạt được hòa bình. Cựu Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở North Carolina vào ngày 25 tháng 9. Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và ông ấy đang đưa ra những lời lẽ khó chịu đối với vị Tổng thống mà các bạn yêu mến, chính là tôi ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa nói thêm những thành phố ukraine đang biến mất chúng ta tiếp tục trao hàng tỷ đô la mỹ cho một người từ chối thỏa thuận đó là ông zelensky không có thỏa thuận nào mà ông ấy có thể thực hiện các bạn có một đất nước đang bị phá hủy không thể xây dựng lại được đây có thể coi là những chỉ trích rõ ràng nhất của ông trump về cách xử lý xung đột của tổng thống ukraine zelensky một ngày trước đó ông trump tuyên bố sẽ khiến nước mỹ ngừng liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine nếu tái đắc cử Ông cũng cho rằng ông Zelensky muốn đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới và gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất trên thế giới. Những bình luận mới nhất của ông Trump được đưa ra khi Tổng thống Zelensky đang ở thăm New York dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, ông Trump cho biết ông không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky nhân dịp này. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay cựu Tổng thống có thể thay đổi kế hoạch và sẽ không gặp nhà lãnh đạo Ukraine. Theo nguồn tin, xác suất diễn ra cuộc gặp đã giảm đáng kể sau khi ông Zelensky thăm một nhà máy sản xuất đạn dược của Mỹ ở Pennsylvania hồi cuối tuần cùng với thống đốc bang Josh Shapiro của Đảng Dân chủ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump không hài lòng với động thái này. Thống đốc Shapiro là đồng minh thân cận của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris và Pennsylvania là một trong những bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên của Đảng Cộng Hòa, thậm chí đã viết thư cho ông Zelensky đề nghị cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã giúp tổ chức chuyến đi này. Một lý do khác có thể khiến ông Trump sẽ từ chối gặp nhà lãnh đạo Ukraine là một số đồng minh hối thúc ông tránh gặp gỡ các nguyên thủ nước ngoài trong giai đoạn cuối của cuộc đua vào Nhà Trắng và thay vào đó chỉ tập trung vào chiến dịch tranh cử. Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông cho biết sẽ buộc Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán, tuy nhiên, ông Zelensky tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này và khẳng định sẽ không nhượng bộ để có được hòa bình. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump không ít lần chỉ trích việc Mỹ tiếp tục đổ hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông phát tín hiệu sẽ cắt viện trợ cho Kiev nếu tái đắc cử. Trong khi đó, chính quyền tổng thống Joe Biden dường như đang nỗ lực hỗ trợ Kiev trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ. Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay chính phủ Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ mới trị giá hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhân chuyến thăm Nhà Trắng của ông Zelensky. Kênh Military Samarit đưa tin hoạt động ở Kursk hiện khá thấp so với những tuần gần đây. Cả Nga và Ukraine hầu như không tấn công và không có tiến triển nào ở cả hai bên. Theo hướng Kupians, mọi thứ đang trở nên ngày càng nghiêm trọng với quân đội Ukraine, AFO ngay cả khi lực lượng tiếp viện của họ đã đến cũng không thể ổn định tình hình và quân đội Nga RFAF liên tục phát động các đợt tấn công mới, đặc biệt là xung quanh Pistane, nơi họ đã tiến tới ngay trước sông Oskin. Tại Pokrovs, RFAF đang tiến xa hơn về phía nam Selidove và các ngôi làng lân cận cũng đang bị họ nhắm tới, ví dụ như là Tersukurino, các cánh đồng phía bắc Krasnokorivka cũng đang dần bị AFU bỏ rơi và lực lượng Moscow ngay lập tức chiếm giữ các vị trí bị bỏ lại. Theo hướng Úc Lê đã chiếm hoàn toàn mỏ số 3. Trong trung tâm thành phố, các hình ảnh định vị địa lý cũng chỉ rõ sự hiện diện của binh sĩ Nga. Khu vực này đang bị tấn công từ mọi hướng và các blogger ủng hộ Kiev rất ngạc nhiên khi quân đội Ukraine ở đó không rút lui do tình hình bấp bênh. Câu hỏi liệu Úc Leda có sụp đổ hay không đã có câu trả lời từ lâu, vấn đề chỉ là khi nào. Kênh Diduka đưa tin, trong khi số phận Úc Lê Đa đang được quyết định, thì ngay bên cạnh, theo hướng Kurakove, một trận chiến đang diễn ra vì ngôi làng Tersukurino mà hai bên đều coi là then chốt. Nó nằm ngay trên đường cao tốc giữa Selidovo và Kurakove. Lực lượng Moscow đã tiếp cận Tersukurino từ ba phía cùng lúc, từ bãi thải mỏ Selidovskaya đến phần phía bắc, từ cánh đồng đến phần trung tâm sau khi nhổ sạch các công sự nhỏ của Ukraine và tới Basin Đại Đế trên phần phía nam. Trong đó, bãi thải có độ cao lớn, AFU có thể dựa vào đó để dùng hỏa lực bán chế áp vào các mũi xung kích đối phương. Lực lượng Moscow đang phải đối mặt với nhiệm vụ cắt nguồn cung cấp của quân đội Ukraine trong khu vực. Dựa trên các yếu tố địa hình cũng như là sự phòng thủ của Ukraine rất có thể trong ba phương án bắt đầu cắt chiếc bánh này từ đâu quân đội Nga sẽ chọn hướng Bắc. Mục tiêu lớn tiếp theo của họ sau khi chiếm Tersukurino là tiến xa hơn đến phòng tuyến Alexeefka visnevoe để ôm lấy Selidovo trong móng vuốt của vòng vây cuối cùng. Theo kênh Thiba, trên hướng Kursk, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ tiền tuyến cảnh quay đã xuất hiện về việc RFAF đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Kiev ở Veseloe, ở quận Galuskovo. Đánh giá qua sự im lặng trên không gian truyền thông, Ukraine không khoe về bất kỳ thành công nào. Tại quận Kodenevo, lực lượng Moscow đã thực hiện cuộc không kích vào vành đai rừng phía nam Olhovka, sử dụng FAB-3000. Các vị trí ở phía bắc Novoivanovka cũng bị tấn công giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô Liubimovka, nơi AFU đang cố gắng chen vào hàng phòng ngự của Nga trong làng. Tại quận Sốt UAV Monia của Nga đã được ghi nhận trong khu vực Chekaskaya, Konopenka. Trước đây, chúng chỉ được sử dụng theo hướng Pokrovs và Sivers. Do bị bắn trúng trực tiếp, một trong những xe bọc thép của Ukraine đã hư hỏng nặng. Các trận chiến đang diễn ra dữ dội ở ngoại ô Dardino và Nikolaevo dadino Tại Sumy, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã phá hủy một tổ hợp pháo phản lực hiện đại của Ukraine. Cường độ sử dụng tên lửa chiến thuật, chiến dịch Iskander chống lại các mục tiêu của AFO trong khu vực này vẫn khá cao. Theo kênh Thủy Bà, lực lượng Moscow đã tấn công vào các mục tiêu AFO trong lãnh thổ Ukraine. Một số vụ tập kích đã xảy ra tại khu công nghiệp ở Sumy và Kharkov. Theo hướng Slobozansky, EDF-AF đang tham gia chiến đấu ở phía Bắc nhà máy tổng hợp ở Volchansk, đồng thời Ukraine đang tấn công các vị trí của Nga ở Liboke, cố gắng giành lại quyền kiểm soát ngôi làng. Tại Liman, lính xung kích Nga đã tiến đến ngoại ô phía Tây của Makivka. Về phía Nam, lực lượng Moscow đang chiến đấu ở khu vực Nevsky. Ở Donetsk, lực lượng Moscow đã mở rộng vành đai kiểm soát ở phía Bắc Tersukurino. Song song với đó, nhiều trận chiến dữ dội đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Kurakove. Trên khu vực Nam Donetsk, các trận chiến đang diễn ra ở Úc Leda, với lực lượng Moscow cố gắng củng cố các vị trí của họ ở ngoại ô phía đông thành phố, đồng thời quân đội Nga đang dần kiểm soát hỏa lực các tuyến đường tiếp tế của đối phương tại khu vực này. Không quân Ukraine trên Telegram thông báo vào tối ngày 25 tháng 9, quân đội Nga phóng UAV tấn công. Lúc 20 giờ 20 phút, báo động về nguy cơ Nga sử dụng UAV tấn công Sumi đã được công bố. Từ 20 giờ 35 phút đến 23 giờ 58 phút, liên tục có nhiều top UAV Nga xuất hiện ở Sumy, Kharkov, Chernihiv, Poltava, Odessa, Mykolaiv, Cherkasy, Kirovohrad, Nikolaev, Vinnytsia và Kiev. Vào lúc 00 giờ 12 phút ngày 26 tháng 9, không quân Ukraine báo cáo các UAV loại sahit từ Biển Đen và Nikolaev tấn công theo hướng Odessa sau đó liên tiếp từ 00 giờ 24 phút đến 5 giờ 46 phút, báo cáo cập nhật ghi nhận mối đe dọa của UAV tấn công đã xuất hiện ở khu vực Kharkov và nhiều nơi khác trên khắp Ukraine, bao gồm cả Kiev. Kênh Suspin đưa tin, người dân đã nghe thấy tiếng nổ suốt đêm ở Kiev, lực lượng phòng không đang hoạt động. Lúc 5 giờ 46 phút, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko báo cáo rằng lực lượng phòng không đang hoạt động ở quận Obolong của thủ đô và yêu cầu người dân ở trong nơi trú ẩn. Theo kênh Belarusian Gazon, vào dạng sáng ngày 26 tháng 9, một UAV được cho là của Nga đã bay vào lãnh thổ Gomen của Belarus và đang di chuyển theo hướng đông nam tới Slavutik. Một máy bay chiến đấu của không quân Belarus cất cánh từ sân bay Branovichi để giám sát, sau đó UAV đã di chuyển dọc biên giới Belarus-Ukraine theo hướng phía nam về phía hồ chứa Kiev. Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ hé lộ, chính quyền Tổng thống Joe Biden có kế hoạch công bố hơn 8 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine vào thứ Năm ngày 26 tháng 9, trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo đó, chính quyền Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán khẩn cấp với Quốc hội để sử dụng 5,6 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine trước ngày 30 tháng 9 là thời điểm kết thúc năm tài chính liên bang. Nhà trắng có ý định thông báo với quốc hội rằng họ sẽ thực hiện gói viện trợ này bằng cách lấy 5,6 tỷ đô la Mỹ vũ khí từ kho dự trữ của quân đội Mỹ, chi tiết vẫn chưa được xác định. Chính quyền của tổng thống Biden đang xem xét một kế hoạch dự phòng, trong đó họ sẽ công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine, nhưng với lịch giao hàng vũ khí và thiết bị kéo dài, nhằm chuyển các nguồn lực dần dần sang Ukraine mà không bỏ lỡ thời hạn ngày 30 tháng 9. Thông báo thứ hai dự kiến vào cùng ngày sẽ tập trung vào khoản viện trợ 2,4 tỷ đô la Mỹ theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, một chương trình mua vũ khí cho Ukraine từ các công ty thay vì lấy chúng từ kho dự trữ của Mỹ. Khoản viện trợ này sẽ bao gồm đạn dược, vũ khí chống UAV và vật liệu để hỗ trợ sản xuất đạn dược ở Ukraine. Ukraine's Khabda đưa tin Mỹ đã phân bổ viện trợ quân sự mới cho Ukraine với số tiền là 375 triệu đô la Mỹ. Lầu Năm Góc thông báo, hôm nay Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố hỗ trợ an ninh bổ sung để cung cấp cho Ukraine những công cụ cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đương đầu với Nga. Gói viện trợ trị giá 375 triệu đô la Mỹ này được lấy trực tiếp từ kho dự trữ của quân đội Mỹ, bao gồm vũ khí không đối đất, đạn dược cho hệ thống tên lửa và pháo binh, xe bọc thép và vũ khí chống tăng. Lầu Nam Góc cũng lưu ý rằng đây đã là đợt thiết bị thứ 66 mà chính quyền ông Biden sẽ cung cấp cho Ukraine từ kho của Bộ Quốc phòng bắt đầu từ tháng 8 năm 2021. Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với gần 50 quốc gia thành viên và đối tác của Liên minh để sát cánh cùng với Ukraine với sự hỗ trợ cần thiết để giành chiến thắng. Ukraine Pravda đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Emmanuel Macron nhất trí rằng Pháp sẽ huấn luyện và trang bị đầy đủ cho một lữ đoàn Ukraine trong thời gian tới. Thông báo có đoạn trong số các chủ đề chính của cuộc họp là việc tăng cường hơn nữa hệ thống phòng không Ukraine với sự giúp đỡ của Pháp và huấn luyện quân đội. Trong thời gian tới, nước này sẽ huấn luyện và trang bị đầy đủ cho một lữ đoàn Ukraine. Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo một cuộc họp theo định dạng G7 cộng Ukraine đã diễn ra tại New York, trong đó hơn 30 quốc gia và liên minh châu Âu đã thông qua tuyên bố chung về hỗ trợ khôi phục và tái thiết Ukraine. Những điểm chính của tuyên bố là hỗ trợ toàn diện để khôi phục Ukraine trên con đường trở thành thành viên EU, điều phối hỗ trợ thông qua nền tảng nhà tài trợ Ukraine, cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung vào cuối năm với số tiền khoảng 50 tỷ đô la Mỹ từ lợi tức thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga, một phần trong số đó sẽ được chuyển sang cho nhu cầu quốc phòng tổng thống mỹ biden lưu ý tuyên bố này sẽ được đưa ra để thể hiện sự ủng hộ đối với kiev hiện tại và trong tương lai tôi quyết tâm đảm bảo rằng ukraine có những gì họ cần để giành chiến thắng và chiến đấu vì sự sống còn của mình ngày mai tôi sẽ công bố một loạt hành động để tăng tốc hỗ trợ cho quân đội ukraine Ukraine Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc các cuộc tấn công của Nga đã khiến tất cả các nhà máy nhận điện và một phần đáng kể công suất thủy điện của Ukraine đã bị phá hủy, khiến hàng triệu người có thể là không được sưởi ấm trong mùa đông này. Cần lưu ý rằng, do các cuộc tấn công của Nga, 80% sản lượng năng lượng ở Ukraine đã bị phá hủy. Khi đến thăm khu vực biên giới phía Bắc Israel vào ngày 25 tháng 9, tư lệnh quân đội Israel Hezi Halevi nói với các binh sĩ, mọi người thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao, chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Đây là để chuẩn bị tiền đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra và nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Ông Halevi cho biết mục tiêu của chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon là cho phép hàng chục ngàn người Israel đã phải di rời do hỏa lực xuyên biên giới ở phía Bắc nước này trở về nhà. Ông Halevi nói, để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đang chuẩn bị quá trình đầu động. Theo ông Halevi, điều đó có nghĩa là binh sĩ sẽ tiến vào những ngôi làng mà Hebola đã chuẩn bị làm tiền đồn quân sự lớn. Chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon cũng sẽ cho Hebola thấy thế nào là đối mặt với một lực lượng chuyên nghiệp có kỹ năng cao và giàu kinh nghiệm chiến đấu. Phát biểu của Trung tướng Halevi là dấu hiệu rõ ràng nhất từ một nhân vật cấp cao của Israel cho thấy một chiến dịch trên bộ vào Lebanon có thể sắp xảy ra. Trước đó cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ori Kodin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel nhấn mạnh Israel đã bước vào giai đoạn mới trong xung đột với Hezbollah, yêu cầu binh sĩ chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Đài BBC dẫn thông tin từ Bộ trưởng Y tế Lebanon Fides Abiyat cho biết hơn 50 người thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm 25 tháng 9. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công vào 70 mục tiêu thuộc cơ quan tình báo của Hezbollah cũng như các bệ phóng và kho vũ khí. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, động thái này sẽ ngay lập tức và trực tiếp tác động đến khả năng thu thập thông tin tình báo, phối hợp với các nỗ lực tình báo và nhiều công cụ khác nhau của hệ Hezbollah để đánh giá bức tranh toàn cảnh. Bản đồ các khu vực bị tấn công cho thấy một số lượng lớn các mục tiêu ở miền Nam Lebanon, một số mục tiêu nằm sâu trong thung lũng BKA, một số mục tiêu ở miền Trung Lebanon và một mục tiêu ở bờ biển phía Tây. Theo tờ The Jerusalem Post, cuộc đánh lớn vào hệ thống liên lạc của Hezbollah sau các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm kể từ giữa tuần trước, cũng như nhiều chỉ huy cấp cao thiệt mạng kể từ cuối tuần trước. Việc phá hủy mạng lưới tình báo của Hezbollah khiến lực lượng này thêm đều đứng. Hezbollah sẽ khó phòng thủ hơn trước cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng của IDF trong tương lai. Ngoài ra, Israel cũng đang huy động thêm hai lữ đoàn dự bị đến biên giới phía bắc giáp Lebanon, IDF vào ngày 25 tháng 9 khẳng định, việc triệu tập sẽ cho phép tiếp tục nỗ lực chống lại Ebola, bảo vệ người dân Israel và tạo điều kiện để người dân phía Bắc trở về nhà an toàn, khi nhóm phóng viên BBC đến một thị trấn biên giới của Israel vào ngày 25 tháng 9, quân đội Israel cho biết, thành viên Ebola đã di chuyển xa khỏi biên giới đến các vị trí ở phía Bắc sông Litani. Giới chức quân sự Mỹ tuyên bố nước này không hỗ trợ tình báo cho Tel Aviv trong các hoạt động quân sự nhằm vào nhóm Hezbollah ở Lebanon những ngày gần đây. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh trong cuộc họp báo được tổ chức ở Washington DC, Mỹ hôm 25 tháng 9 theo giờ địa phương đã bác bỏ việc quân đội nước này hỗ trợ thông tin tình báo, giúp lực lượng phòng vệ Israel IDF không kích hàng loạt mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon. Bà Singh nói, không, chúng tôi không hề hỗ trợ họ. Khi xung đột nổ ra ở Lebanon, quân đội Mỹ không dính líu tới các hoạt động quân sự của Israel. Chính phủ Mỹ đang thực hiện các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt tình hình giữa Israel và Hezbollah. Chúng tôi muốn thấy một giải pháp ngoại giao và chúng tôi muốn thấy điều đó nhanh chóng. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc không nói rõ về việc liệu Mỹ có hỗ trợ thông tin tình báo về các cuộc tập kích tên lửa của Hezbollah nhằm vào lãnh thổ Israel cho chính quyền Tel Aviv hay không. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nói rằng bản thân ông không muốn một cuộc chiến toàn diện nổ ra giữa Israel và Lebanon bởi một cuộc chiến như vậy không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Thời báo Israel đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean noël Barot hôm 25 tháng 9 nói Paris và Mỹ đang có đề xuất chung về một lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày ở Lebanon. Ông Barot trả lời cánh báo giới bên ngoài cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã làm việc với các đối tác Mỹ về một lệnh ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày ở Lebanon để cho phép việc đàm phán diễn ra. Chúng tôi tin tưởng cả hai bên là Israel và Hezbollah sẽ chấp nhận ngừng bắn để bảo vệ dân thường và cho phép các cuộc đàm phán bắt đầu. Số liệu thống kê được Bộ Y tế Lebanon công bố hôm 25 tháng 9 cho thấy bom đạn Israel đã khiến ít nhất 569 người thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em. Phát biểu trước các phóng viên ở Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9, ông Adachi cho biết Trung Đông đang trên bờ vực của một thảm họa toàn diện. Nếu không được kiểm soát, thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Iran sẽ ủng hộ người dân Lebanon bằng mọi cách. Theo CNN, Ngoại trưởng Iran cũng cáo buộc Israel đã vượt qua mọi làn danh đỏ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải can thiệp để khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực tại cuộc họp của hội đồng bảo an sau đó cùng ngày ông adachi một lần nữa khuyến cáo tình hình ở trung đông đang cực kỳ bùng nổ sự ủng hộ không ngừng nghỉ của mỹ và anh đối với israel đã trao cho họ toàn quyền hành động nguy hiểm nếu không có lệnh ngừng bắn ở giải gaza sẽ không có gì bảo đảm hòa bình trong khu vực cộng đồng quốc tế không thể giữ im lặng hội đồng bảo an phải gánh vác trách nhiệm của mình và phản ứng một cách quyết đoán các nhà ngoại giao hàng đầu iran nhấn mạnh theo báo Guardian, trước hội đồng bảo an, thủ tướng Lebanon Najib Mikati cáo buộc Israel đang vi phạm chủ quyền của đất nước ông khi điều máy bay chiến đấu và máy bay không người lái UAV xâm phạm bầu trời, giết hại thường dân bao gồm cả thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em, phá hủy nhà cửa và buộc các gia đình phải chạy trốn. Ông Mikati nói các bệnh viện Lebanon đã quá tải và không thể tiếp nhận thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa. Kết thúc bài phát biểu, ông thúc giục Hội đồng Bảo an gây áp lực buộc Israel phải ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận. Trong khi đó, đặc phái viên của Israel tại Liên Hợp Quốc, Danny Danone khẳng định đất nước của ông không muốn một cuộc xung đột toàn diện. Ông Danone lưu ý, không nước nào ngồi yên khi công dân của mình bị tấn công, đồng thời trích dẫn việc miền Bắc và miền Trung Israel đã phải đối mặt với một làn sóng tấn công không ngừng nghỉ mới của Hezbollah, hứng chịu hơn 150 quả đạn phóng từ Lebanon chỉ trong vòng 24 giờ qua. Theo đại sứ Israel, trong tuần qua, quân đội nước này đã tiến hành các vụ tập kích chính xác nhằm vào các trung tâm chỉ huy, địa điểm phóng tên lửa, kho vũ khí và ban lãnh đạo Hezbollah ở Lebanon. Ông cũng cáo buộc Iran là động lực đằng sau tình hình bất ổn đang lan rộng khắp Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang quân sự để giảm thiểu đổ máu cho dân thường và để các cộng đồng ở miền Bắc Israel cũng như là miền Nam Lebanon có thể trở về nhà của họ. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 25 tháng 9 tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi thành công ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới gần khu định cư Noviput ở tỉnh Kursk. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị Ukraine gần Liubimovka, Dariino, Noviput, Nikolajevo, Dariino và Plekovo. Quân đội Nga cũng tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương tại Kursk, theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga vào đầu tháng 8, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 17.000 quân, 130 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 95 xe bọc thép chở quân, 812 xe chiến đấu bọc thép, 514 phương tiện, 138 khẩu pháo, 31 bệ phóng pháo phóng loạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov cũng xác nhận các đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang triển khai đến Kursk phải chịu tổn thất đáng kể. Theo tướng Alaudinov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga. Ông Alaudenov cho biết, tôi nghĩ sẽ mất vài tháng để đẩy đối phương ra khỏi khu vực này. Tôi đã nói trước đó rằng chúng ta sẽ mất 2 đến 3 tháng và bây giờ tôi tin rằng chúng ta sẽ cần thêm vài tháng nữa. Tướng Nga chỉ ra, chúng ta cần tự làm rõ rằng đối phương đã mất hầu hết nguồn lực mà họ mang đến đây. Họ đã nhận ra rằng họ không thể tiến công bất kể họ hành động như thế nào. Ông Alaudenov tuyên bố, lực lượng Nga đã thiết lập nhiều tuyến phòng thủ ở Kursk, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine thiếu các hệ thống phòng thủ nhiều lớp trong khu vực. Các phòng tuyến đa tầng ở Kursk giúp Nga đối phó các đợt đột kích của Ukraine qua biên giới. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đà tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Tổng thống Vladimir Putin phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến, chủ yếu ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đang tiến mạnh và có nguy cơ kiểm soát Pokrovsk, tuyến hậu cần huyết mạch của Kiev ở miền Đông. Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng Nga đang đẩy lùi binh lính Ukraine khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến hay. Nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ công dân của chúng ta một cách đáng tin cậy, ông Putin nhấn mạnh. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền đông Ukraine. Ngày 25 tháng 9, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin phát biểu khai mạc cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga. Tổng thống Putin cho biết đã có những đề xuất nhằm thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga và ông muốn nhấn mạnh một trong những đề xuất này. Cụ thể, có đề xuất rằng hành động xâm lược chống Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân đều được coi là cuộc tấn công chung của họ vào Liên bang Nga. Về điều kiện để Nga chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân, theo ông chủ điện Kremlin, Moscow sẽ cân nhắc động thái này nếu phát hiện ra dấu hiệu khởi đầu của một vụ phóng tên lửa, máy bay hoặc máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Nga bên cạnh đó ông putin khẳng định nga cũng bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nga hoặc belarus hai thành viên của nhà nước liên minh là đối tác của hành động xâm lược bao gồm cả vũ khí thông thường nhưng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền theo tổng thống nga tất cả những vấn đề này đều đã được thống nhất với belarus và người đồng cấp nước này là alexander lukashenko ngoài ra dự thảo học thuyết hạt nhân cập nhật của nga mở rộng danh sách các quốc gia và liên minh quân sự phải chịu sự gian đe hạt nhân cũng như danh sách các mối đe dọa quân sự cần các biện pháp gian đe hạt nhân để vô hiệu hóa chúng lưu ý tình hình quân sự và chính trị hiện đại đang thay đổi nhanh chóng và Moscow phải cân nhắc đến điều này, bao gồm sự xuất hiện của các nguồn đe dọa và rủi ro quân sự mới đối với Nga cùng với các đồng minh. Ông Putin nhấn mạnh điều quan trọng là phải dự đoán diễn biến của tình hình và điều chỉnh văn bản hoạch định chiến lược cho phù hợp với thực tế hiện tại. Học thuyết hạt nhân của Nga có tên gọi chính thức là các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước về gian đe hạt nhân, đặt nền tảng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân với định nghĩa phản ứng hạt nhân là biện pháp cực đoan để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Theo bản dự thảo mà có được, Nga khẳng định thái độ có trách nhiệm đối với vấn đề vũ khí hạt nhân và tìm cách ngăn chặn sự phổ biến của chúng trên toàn cầu. Moscow vẫn coi bộ ba hạt nhân là biện pháp bảo vệ quan trọng cho an ninh của Nga và là công cụ duy trì sự cân bằng toàn cầu. Phiên bản hiện tại của học thuyết hạt nhân được phê duyệt vào tháng 6 năm 2020. Hiện tại, học thuyết này đang được điều chỉnh trên cơ sở các phân tích do chuyên gia từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh và các cơ quan chính phủ khác thực hiện trong năm qua. Theo dự thảo, mọi điều chỉnh đều được tính toán hiệu chỉnh và tương xứng với các mối đe dọa và thách thức quân sự hiện nay mà Nga phải đối mặt. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat thông tin với hãng thông tấn TASS rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất phần lớn nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga. Ông Alaudinov chỉ ra rằng tôi nghĩ sẽ mất vài tháng để đẩy Ukraine ra khỏi khu vực. Tôi đã nói trước đó rằng chúng tôi sẽ mất 2 đến 3 tháng và bây giờ tôi tin rằng trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ cần thêm vài tháng nữa. Chúng tôi nên tự làm rõ rằng lực lượng đối phương đã mất hầu hết các nguồn lực mà họ mang đến đây. Họ đã nhận ra rằng không thể tiến lên bất kể có làm gì. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga nói rằng quân đội Ukraine không thể xây dựng được hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở vùng Kurs, trong khi đó lực lượng Nga đã tạo ra hệ thống phòng thủ nhiều tầng ở khu vực này. Ông Alaudinov cho biết, chúng tôi đã tạo ra một số tuyến phòng thủ. Dựa trên điều này, tôi nghĩ rằng đối phương nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này về mặt vật lý. Hơn nữa, họ thậm chí không thể tiến qua tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi, đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng đưa đến khu vực Kurs cũng đang chịu tổn thất nặng nề. Trong ngày 25 tháng 9, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của địch về phía Liubimovka, ba nỗ lực của quân Ukraine nhằm đột phá biên giới hướng về Novibud các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục hoạt động tấn công và đánh bại các đội hình của Ukraine gần Liêu Noviput, Nikolayevo, và Plekovo. Quân đội Nga cũng tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và vũ khí của địch ở vùng Kursk. Máy bay phản lực của Nga tấn công tiếp tục duy trì các hoạt động tấn công vào khu dự trữ của Ukraine ở vùng Sumy. Trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 300 quân và 7 xe bọc thép, trong đó có 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và 6 xe cơ giới. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 17.000 quân, 130 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 95 xe bọc thép chở quân, 812 xe chiến đấu bọc thép, 514 xe cơ giới, 138 khẩu pháo, 31 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Trung tướng Hezi Halevi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, nói với các binh sĩ hôm 25 tháng 9 khi đến thăm khu vực biên giới phía Bắc. Các bạn nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu trên đầu, chúng ta đã tấn công cả ngày. Điều này vừa để chuẩn bị cho khả năng các bạn sẽ tiến quân, vừa để tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Tướng Ha-Levi nói với các binh sĩ rằng, để đưa 60.000 người Israel trở về nhà ở phía Bắc, chúng ta đang chuẩn bị hành động. Ông Halevi cho biết thêm, điều đó có nghĩa là đôi giày quân sự của các bạn sẽ tiến vào lãnh thổ của đối phương, tiến vào những ngôi làng mà Hebola đã chuẩn bị như những tiền đồn quân sự lớn với cơ sở hạ tầng ngầm, điểm tập kết và bệ phóng vào lãnh thổ của chúng ta và thực hiện các cuộc tấn công vào dân thường Israel. Tướng Israel nói với các binh sĩ, với các bạn tiến vào những khu vực đó bằng vũ lực, cuộc chạm trán với các chiến binh Hebola sẽ cho họ thấy ý nghĩa của việc đối mặt với một lực lượng chuyên nghiệp có kỹ năng cao và giàu kinh nghiệm chiến đấu. Các bạn đang tiến vào mạnh mẽ hơn nhiều và có nhiều kinh nghiệm hơn họ. Các bạn sẽ tiến vào hạ gục đối phương ở đó và phá hủy cơ sở hạ tầng của họ một cách quyết đoán. Đây là những điều sẽ cho phép chúng ta đưa người dân ở phía Bắc trở về an toàn sau đó. Đây là lần thứ hai trong một ngày một tướng cấp cao của Israel tuyên bố chiến dịch trên bộ tấn công Lebanon có thể sắp diễn ra. Trước đó, chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của lực lượng phòng vệ Israel IDF, Thiếu tướng Uri Godin tuyên bố chiến dịch ở Liban đã bước sang giai đoạn mới. Tướng Godin nói khi đến thăm lữ đoàn 7 ở phía Bắc Israel, chúng ta cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tham gia chiến dịch và triển khai hành động. Avichai Adere, một đại diện của quân đội Israel, cho biết lực lượng phòng vệ Israel đang chuẩn bị cho mọi phương án ở Lebanon, bao gồm chiến dịch trên bộ. Ông nói thêm rằng IDF có thể tiến hành nhiều cuộc không kích quy mô lớn hơn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trong những ngày tới. Lực lượng phòng vệ Israel hôm 25 tháng 9 thông báo quân đội Israel đã triệu tập hai lữ đoàn dự bị đến khu vực giáp biên giới Lebanon. IDF tuyên bố tấn công 2.000 mục tiêu ở Lebanon trong 3 ngày qua. Theo quân đội Israel, con số này bao gồm 70 địa điểm tình báo của Hezbollah trong đợt không kích mới nhất vào ngày 25 tháng 9. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc trích dẫn số liệu của chính phủ Libanon cho biết gần 600 người đã thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 23 tháng 9. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 90.000 người đã phải sơ tán ở Lebanon khi Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn. Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon leo thang trong những ngày gần đây sau khi Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc khiến hơn 30 người chết và hơn 3.000 người bị thương ở Lebanon. Trả lời phỏng vấn vào ngày 24 tháng 9, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Dani Danong cho biết Israel vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao ở Lebanon để giải quyết xung đột với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tuy nhiên đàn ông cũng nói rằng israel sẽ sử dụng các biện pháp khác để chứng minh chúng tôi nghiêm túc theo nhà ngoại giao israel cách duy nhất để chấm dứt xung đột là khi hezbollah không còn ở biên giới của chúng tôi các cuộc giao tranh giữa israel và lực lượng hezbollah làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột toàn diện lan ra khắp khu vực trong bối cảnh chiến sự giải gaza giữa israel và hamas chưa có hồi kết cộng đồng quốc tế đang nỗ lực kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng tránh một cuộc chiến vượt tầm kiểm soát Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Hezi Halevi cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon. CNN dẫn thông cáo báo chí của quân đội Israel cho hay Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía bắc đất nước vào ngày 25 tháng 9. Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao, chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiên đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra, vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu hệ đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ori Kodin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Lebanon. Trích tuyên bố của IDF, việc triển khai quân dự bị sẽ cho phép chúng ta tiếp tục nỗ lực chiến đấu chống Hezbollah, bảo vệ các công dân Israel và tạo điều kiện để người dân ở miền Bắc đất nước trở về nhà an toàn. Tuần trước, quân đội Israel tiết lộ đang điều chuyển sư đoàn tinh nhuệ số 98 từ giải Gaza đến khu vực biên giới phía bắc của đất nước. Khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền bắc Israel, Thiếu tướng Godin nhấn mạnh các hoạt động quân sự ở Lebanon đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant hôm 24 tháng 9 cũng ám chỉ đến khả năng tiến công trên bộ vào Lebanon. Ông Gallant nói với các binh sĩ, các bạn cần hiểu rằng có thể đến lúc chúng tôi ra lệnh và hệ thống sẽ phải tiến lên, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Thiếu tướng Akhti Alaudinov, chỉ huy lực lượng biệt kích Ahmad cho biết lực lượng Nga đã tạo ra hệ thống phòng thủ đa tầng ở vùng Kursk. Ông Alaudinov tuyên bố, chúng tôi đã xây dựng một số tuyến phòng thủ, đối phương sẽ nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này, thậm chí họ không thể tiến qua tuyến đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi đang đứng. Vị trí huy đồng thời nhấn mạnh rằng những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng đưa đến khu vực Kursk cũng đang chịu tổn thất nặng nề. Trong một diễn biến khác liên quan tới tình hình tiền tuyến tại Ukraine, nhà quan sát quân sự Vasily Peknyo cho biết việc quân đội Ukraine mất quyền kiểm soát Ukleda là điều không thể tránh khỏi. Kênh truyền hình Ukraine KF24 trích lời ông Peknyo, Ukleda sẽ bị mất. Tôi coi đây gần như là một sự thật đã được chứng minh. Tình hình đó hiện tại thật là kinh khủng. Nga đang làm gián đoạn về cung ứng tiếp tế quân sự. Moscow đang tấn công mạnh vào hậu cần của Kiev. Các phương tiện chiến đấu đang bị phá hủy từng chiếc một. Ukleda cách Donetsk khoảng 60 tới 70 km về phía tây nam. Đây là một điểm hậu cần quan trọng nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Việc Nga kiểm soát Ukleda sẽ đẩy lực lượng Ukraine ra xa hơn nữa khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và làm giảm bớt các cuộc bắn phá vào Yelenovka và khu vực lân cận Volnovaka. Ngoài ra, điều này sẽ làm tăng áp lực lên nhóm Kurakhovo của Ukraine cũng như các trung tâm hậu cần dẫn đến thành phố Zaporozhye theo đó tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công hướng tới Zaporizhia và Kudakovo. Theo TASS, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng tình hình trên tiền tuyến của Kiev đang vô cùng khó khăn. Kharkov, Kupyans và Liman là những hướng bất lợi nhất. Bộ trên đồng thời thừa nhận lợi thế của Nga với nhân lực và vật lực. Trong vòng 24 giờ qua, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đánh bại lực lượng của Lữ đoàn Cơ giới 21 và Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57 của lực lượng vũ trang Ukraine. Lữ đoàn Thủy quân Lục Chiến số 36 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 113 gần Barilo ở vùng Sumi, Lipsi, Volchansk và Volchanskije-Kutora ở vùng Kharkov, khi mất tới 120 quân. 3 xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, 4 xe cơ giới, hai bệ phóng tên lửa đa nòng Grad 122mm, một lựu pháo D-20 152mm, 5 lựu pháo D-30 122mm và một lựu pháo M-101 105mm do Mỹ sản xuất. Trong khi đó, các đơn vị của nhóm tác chiến Tây đã kiểm soát được nhiều vị trí thuận lợi hơn, tấn công vào lực lượng và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 14, 28 và 116 của Kena và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 115 tại các khu định cư Kupyansk, Boguslapka, Kolesnikovka, Krupliakovka và Lozovaya ở vùng Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến phía Nam đã giải phóng Ochoge và Grigorovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đối phương mất tới 835 người, 7 xe quân sự, một khẩu pháo FH70 155mm do anh sản xuất hai khẩu pháo D20 152mm, pháo D30 122mm, trạm tác chiến điện tử Anclap cũng như hai khẩu pháo M777 155mm, pháo M114 155mm, pháo M119 105mm và trạm tác chiến chống pháo AN TPQ-50 do Mỹ sản xuất, bảy kho đạn đã bị phá hủy. Tổng cộng 646 máy bay, 283 trực thăng. 32.218 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 18.348 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.462 bệ phóng tên lửa đa nòng, 15.187 cầu pháo giã chiến và súng cối, cùng 26.467 xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Hãng thông tấn TASS đưa tin phát biểu tại cuộc họp báo vừa diễn ra gần đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc ngay khi nước này đạt được mục tiêu của mình, theo cách này hay cách khác. Ông Peskov cho biết khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng xung đột giữa hai nước sắp kết thúc, mọi cuộc chiến tranh đều kết thúc trong hòa bình bằng cách này hay cách khác. Đối với chúng tôi, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được mục tiêu đã đề ra, ngay sau khi đạt được những mục tiêu đó bằng cách này hay cách khác, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn tất. Trước đó trả lời phỏng vấn với ABC News, ông Zelensky cho hay Ukraine đang tiến gần hơn đến hòa bình, đến hồi kết của cuộc xung đột với Nga. Ông thúc giục Mỹ và các đối tác khác tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Được biết, Washington cùng các đồng minh đã cung cấp một chương trình hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev, đồng thời áp một số lệnh trừng phạt đối với Moscow kể từ khi cuộc xung đột nga ukraine nổ ra nhiều đề xuất hòa bình đã được đưa ra nhưng không mang về kết quả như mong đợi do các điều kiện trái ngược từ hai bên ông zelensky và giới chức ukraine gần đây đang nỗ lực thúc kế hoạch chiến thắng của nước này nhà lãnh đạo ukraine dự kiến sẽ trao đổi kế hoạch này với tổng thống mỹ joe biden và hai ứng viên tổng thống nhân chuyến thăm mỹ trong tuần này Trước đó, trong một bài phát biểu, ông tuyên bố rằng kế hoạch chiến thắng của Ukraine đã được chuẩn bị đầy đủ và điều quan trọng nhất bây giờ là quyết tâm thực hiện nó. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết kế hoạch chiến thắng của Ukraine giống như là một nước cờ ích kỷ để giữ phương Tây ở phe mình và không liên quan đến việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao hoặc chính trị để chấm dứt xung đột. Bà Zakharova hôm 20 tháng 9 nói với các phóng viên mục tiêu duy nhất của kế hoạch là tạo ra hoặc ngăn chặn sự sụp đổ của Liên minh chống Nga. Tất nhiên điều này không liên quan gì đến việc tìm ra giải pháp chính trị và ngoại giao cho tình hình xung quanh Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đồng thời nhắc lại quan điểm của Moscow rằng phương Tây nên ngừng tài trợ và cung cấp vũ khí cho Kiev. Bà nhấn mạnh bất kỳ sáng kiến nào nhằm đạt được một giải pháp hòa bình mà không bao gồm Nga đều vô nghĩa. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Cục Chính trị và Quân sự của lực lượng vũ trang Nga vào ngày 24 tháng 9 cho biết đối phương đã bị tổn thất nặng nề. Lực lượng Ukraine không còn sức để tiến lên và cố tìm cách giữ những khu vực đã chiếm được. Chúng ta đã giành lại 12 làng. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay Ukraine đã mất hơn 16.700 quân, 127 xe tăng, 61 xe tác chiến bộ binh, hơn 900 xe bọc thép các loại cùng nhiều trang thiết bị khác trong chiến dịch tấn công Kursk kéo dài gần 2 tháng. Trong khi đó, Kajipos đưa tin Ukraine tuyên bố đã mở thành công một mũi tấn công mới vào Kursk. Lữ đoàn Ukraine cho hay đây là hoạt động đột kích biên giới Nga thành công thứ hai kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công khu vực Kursk, nhưng không nêu rõ vị trí và thời gian đột kích thành công. Hiện chưa có nhiều thông tin về lần đột kích thứ hai này của Ukraine, nhưng mục đích dường như cũng giống lần đột kích ban đầu. Ông Nick Reynolds, nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại Anh cho rằng Ukraine hy vọng sẽ giữ Kurs làm quân bài thương lượng, gây sức ép buộc Nga đàm phán và cũng nhằm nâng cao tinh thần của quân đội Ukraine. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đã tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công. Theo các nhà quan sát, Ukraine đang theo đuổi chiến lược tấn công vào các kho vũ khí lớn bên trong lãnh thổ Nga nhằm chi phối cuộc phản công của Moscow ở Kursk cũng như chiến dịch tấn công ở miền đông Ukraine. Trong vòng 4 ngày, Ukraine tấn công 3 kho vũ khí lớn của Nga, tuyên bố phá hủy hàng chục nghìn tấn đạn dược của đối phương. Ngoài ra, Kiev tiếp tục hối thúc đồng minh phương Tây bật đèn xanh cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy vậy, phương Tây vẫn khá dè dặt với đề nghị này. Tới nay có thể nhận thấy rõ ràng là chiến dịch phát nổ hàng loạt máy nhắn tin hôm 17 tháng 9 tuần trước chỉ là bước đi đầu tiên. Những gì đang diễn ra hiện nay là chiến lược leo thang quân sự của Israel chống lại Hezbollah, dựa trên niềm tin mạo hiểm rằng bom có thể ép nhóm chiến binh này ngừng bắn trước khi giao tranh ở Gaza kết thúc. Làn sóng công kích hôm 23 tháng 9 ở miền Nam Liban đã khiến ít nhất 558 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán, trong khi hầu như không có dấu hiệu cho thấy chiến dịch này sẽ hạ nhiệt. Không quân Israel cho biết họ đã chút 2.000 quả bom trong 24 giờ và không mấy ai còn nghi ngờ rằng đây là một cuộc chiến toàn diện, mặc dù chiến sự vẫn chưa lan rộng bao trùm toàn bộ. Trong khi đó, Hezbollah đang trong tình trạng hỗn loạn. Đầu tiên, hàng trăm thành viên của nhóm đã bị thương trong cuộc tấn công máy nhắn tin và bộ đàm. Sau đó, các chỉ huy trong đơn vị quân đội tinh nhuệ Radwan thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở phía nam Beirut hôm 20 tháng 9. Hôm 24 tháng 9, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Ibrahim Kibaisi, người đứng đầu hệ thống tên lửa của Hezbollah, một lần nữa trong một cuộc tấn công ở phía nam thủ đô Liban. Hezbollah cũng đang tăng cường các cuộc tấn công của mình. Theo quan sát của ông Yehoshua Kailisi thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah vào miền Bắc Israel để hỗ trợ Hamas đã được nâng cấp thành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu và cộng đồng ở Thượng Galilee. Vũ khí được sử dụng bao gồm tên lửa tầm ngắn mang theo khoảng 20 kg thuốc nổ, một lượng vẫn còn tương đối khiêm tốn. Tuy nhiên, kể từ ngày 22 tháng 9, Hezbollah đã bắt đầu sử dụng tên lửa tầm ngắn Fadi-1 và Fadi-2, với tầm bắn lần lượt là 85 và 105 km nhắm vào khu vực xung quanh thành phố Haifa ở phía Bắc. Mặc dù không chính xác lắm, nhưng Fadi 2 mang theo một lượng thuốc nổ khoảng 170 kg. Ông Kalitki cho hay, loại tên lửa này là một phần của kho tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Hezbollah, ước tính lên tới hàng chục nghìn quả. Trong khi các cuộc tấn công từ Israel đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, động thái đáp trả của Hezbollah gây thiệt hại ở mức khiêm tốn. Điều đó không đủ sức răn đe Israel, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chỉ huy quân sự hàng đầu của Israel, ông Herzi Halevi, đã tuyên bố sẽ tăng tốc các hoạt động tấn công ngay hôm nay. Assad Orion, cựu chuẩn tướng trong lực lượng phòng vệ Israel và là giám đốc chiến lược của lực lượng này năm 2010-2015, lập luận rằng cuộc xung đột hiện đang hướng đến leo thang hơn nữa. Ông nói, tôi không thấy Hezbollah khuất phục và đầu hàng, đó là vấn đề về hình ảnh và quyền lực, họ không muốn bị coi là quỷ gối. Thực tế là Hezbollah phải tiếp tục đe dọa miền Bắc Israel để duy trì cuộc xung đột theo chiều hướng hiện tại. Tuần trước, nội các an ninh của Israel đã đưa ra một mục tiêu chiến tranh mới, sự trở về an toàn của khoảng 65.000 người phải di rời khỏi miền Bắc, song cuộc xung đột trước mắt có nguy cơ khiến nhiều người Israel phải rời bỏ nhà cửa hơn. Trong khi đó, Israel đang nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa ở phía nam Liban, nhưng một ước tính 4 năm trước của trung tâm Alma, một nhóm nghiên cứu của Israel cho thấy còn 28 địa điểm nữa ở Beirut trong các khu vực dân sự. Điều này có nghĩa là không thể loại trừ một chiến dịch ném bom nhằm vào một khu vực của thủ đô Liban trong một diễn biến leo thang hơn nữa, một viễn cảnh đáng ngại khi nhìn vào thực tế Israel ném bom dữ dội vào Gaza. Hezbollah còn nhiều tên lửa dự trữ hơn nữa, 20.000 đến 40.000 tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 300 km, theo ước tính của nhóm nghiên cứu CSIS, và một số ít tên lửa dẫn đường có lẽ từ 150 đến 400. Mặc dù Israel tin tưởng vào hệ thống Iron Dome vòng sắt và các hệ thống phòng không khác, nhưng nếu một số ít tên lửa lọt qua được có thể đáp xuống các khu vực đông dân cư, thì sẽ có nguy cơ thực sự đối với dân thường và sau đó là viễn cảnh leo thang hơn nữa. Nếu xung đột leo thang kéo dài hơn nữa, câu hỏi sẽ là liệu Israel có cân nhắc đến việc tấn công trên bộ vào miền nam Liban hay không? Qua địa hình gồ ghề đến tận tuyến sông Litani, nơi Hezbollah đã xây dựng một mạng lưới đường hầm rộng lớn, Tuy nhiên, đó là một lựa chọn mạo hiểm đối đầu trực diện với một nhóm chiến binh được trang bị vũ khí tốt và có kinh nghiệm với khoảng 30.000 nhân sự và số lượng dự phòng tương tự. Và việc cố gắng phi quân sự hóa khu vực này có thể không ngăn chặn được các cuộc tấn công bằng tên lửa từ xa hơn về phía bắc. Tình hình rõ ràng đang trở nên căng thẳng hơn. Hezbollah có đồng minh là lực lượng dân quân thân Tehran ở Syria và Iraq và tất nhiên là cả Iran. Mặc dù ít chuyên gia cho rằng Iran muốn bị lôi kéo vào cuộc đối đầu với Israel Đáng chú ý là Tehran đã trả đũa sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh vào tháng 8, nhưng sự lo ngại đang lớn dần ở Iran nếu Hezbollah tiếp tục bị tấn công dữ dội. Ông Orion cho rằng về mặt ngoại giao, có vẻ như hiện tại không có lối thoát nào, trong khi nhiều tháng nỗ lực mang lại hòa bình cho Gaza do Mỹ, Qatar và Ai Cập dẫn đầu đã không mang lại kết quả. Các nhà lãnh đạo Israel vẫn đang phẫn nộ vì không dự đoán được cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái hiện tin rằng họ có ưu thế quân sự để buộc Hezbollah phải lùi bước. Trong khi Hezbollah chỉ cần chứng minh rằng họ vẫn có thể gây ra mối đe dọa để ngăn cản người Israel từ phía Bắc trở về nhà. Đây là một sự kết hợp độc hại. Hôm 24 tháng 9, văn phòng truyền thông Hezbollah thông báo quân đội Israel đang thả hàng loạt tờ rơi in mã vạch rất nguy hiểm xuống khu vực thung lũng BKA phía đông Lebanon. Hebola cảnh báo, không mở hoặc chia sẻ mã vạch, bạn nên tiêu hủy ngay lập tức vì nó rất nguy hiểm và có thể đánh cắp mọi thông tin của bạn. Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin này. Theo Reuters, Hebola đang ngày càng cảnh giác với tình báo Israel sau vụ hàng nghìn máy nhắn tin và hàng trăm bộ đàm cầm tay ở Lebanon phát nổ hồi giữa tháng 8. Tình báo Israel cũng có thể tiếp cận một phần mạng lưới liên lạc ở Lebanon. Hôm 23 tháng 9, ông Imad Kredie, giám đốc công ty viễn thông Okero của Libanon, nói với Reuters rằng người dân Libanon đã nhận được hơn 80.000 cuộc gọi tự động từ Israel, cảnh báo họ tránh xa các cơ sở quân sự của Hezbollah. Ông Kredie cho rằng đây là hành động chiến tranh tâm lý nhằm gây ra hoang mang của Israel. Hôm 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo quân đội nước này đã hoàn thành 3 đợt công kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon trong vòng 24 giờ qua. IDF thông báo cách đây vài giờ, theo chỉ điểm của tình báo IDF, không quân Israel đã không kích hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở qua và một số khu vực ở miền nam Lebanon. IDF cho hay mục tiêu tấn công là các tòa nhà cất giấu vũ khí, trung tâm chỉ huy và các cơ sở khác của Hezbollah. Nhấn mạnh rằng một số vụ nổ thứ cấp đã xảy ra cho thấy lượng lớn vũ khí của Hezbollah phát nổ. Theo IDF, trong vòng 24 giờ qua, các chiến đấu cơ của không quân Israel đã thả khoảng 2.000 quả bom xuống các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon. Đoạn video do IDF công bố cho thấy một chiến đấu cơ được tiếp nhiên liệu trên không cho phép máy bay không kích liên tục mà không cần quay về căn cứ. Một đoạn video khác cho thấy chiến đấu cơ của Israel thả bom xuống Libanon. Theo IDF, các chiến đấu cơ Israel đã không kích khoảng 1.500 mục tiêu của Hezbollah, hàng trăm mục tiêu khác bị tập kích bằng máy bay không người lái UAV. Không quân Israel cũng tiến hành một cuộc tấn công có mục tiêu ở ngoại ô thủ đô Beirut, Libanon, theo IDF. Hai nguồn tin an ninh từ Libanon nói với Reuters rằng IDF nhắm đến một chỉ huy của Hezbollah trong vụ không kích ở Beirut. Avichai Adae, phát ngôn viên quân đội Israel cảnh báo, bất cứ ai ở gần thành viên của Hezbollah đều đang tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Theo ông Adere, nếu đang ở gần các cơ sở của Hezbollah, người dân Lebanon cần ngay lập tức tránh xa ít nhất là 1.000 mét. Trước đó, vụ không kích của quân đội Israel hôm 20 tháng 9 đã khiến 45 người ở ngoại ô Beirut thiệt mạng. Theo Hezbollah, có 16 thành viên của nhóm này nằm trong số người thiệt mạng, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Aquin. Phát biểu hôm 24 tháng 9, Tổng tham mưu trưởng IDF, ông Haji Halevi cho biết quân đội Israel sẽ tấn công liên tục và không cho phép Hezbollah nghỉ ngơi. Ông Halevi phát biểu sau cuộc họp đánh giá tình hình an ninh, tình hình hiện nay đòi hỏi phải có các hành động liên tục và mạnh mẽ trên mọi phương diện. Trước đó, hôm 23 tháng 9, Lebanon đã chứng kiến ngày chết chóc nhất kể từ sau cuộc xung đột năm 2006 với Israel khi quân đội Israel không kích hàng trăm mục tiêu trên khắp đất nước. Bộ trưởng Y tế Libanon, ông Firas Abiyad hôm 24 tháng 9 cho biết, vụ không kích hôm 23 tháng 9 của Israel khiến 558 người thiệt mạng và 1.835 người khác bị thương. Trong ngày 24 tháng 9, Hezbollah cũng thực hiện một số vụ tập kích nhằm đáp trả Israel. Trong thông báo mới, Hezbollah cho biết đốc kết và tên lửa Fadi-2 của nhóm này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Israel, bao gồm một nhà máy sản xuất thuốc nổ cách biên giới Libanon-Israel khoảng 60 km. Hezbollah cho hay sân bay Megiddo ở phía bắc Israel cũng bị tập kích. Theo IDF, từ đêm ngày 23 tháng 9 đến dạng sáng ngày 24 tháng 9, Hezbollah đã phóng khoảng 100 quả đốc kết và tên lửa về phía lãnh thổ Israel. Hầu hết vũ khí của Hezbollah bị đánh chặn nhưng có gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, IDF cho hay. Theo CNN, Hezbollah lần đầu tiên sử dụng Fadi 2 trong vài ngày gần đây nhằm tấn công sâu hơn vào các mục tiêu ở Israel. Tên lửa Fadi 2 có tầm bắn lên tới 105 km, xa hơn đáng kể so với các tên lửa thông thường mà Hezbollah sử dụng. Tên lửa Fadi 2 có khả năng phá hủy các công trình kiên cố và gây thiệt hại lớn cho đối phương. Hôm 22 tháng 9, Hezbollah lần đầu tiên phóng tên lửa Fadihay vào Haifa, là thành phố lớn nhất phía Bắc Israel và đã khiến Israel hứng chịu thiệt hại.